Đảo sa mạc, map tủ của những tên đứng trên cao rỉa máu từ xa. Khi tôi đi ghép ngẫu nhiên thì ghép dính mép đảo sa mạc và cái kết. Tôi cực kỳ ức chế vì mấy thanh niên cầm SKS đứng từ xa rỉa máu cực kỳ khó chịu luôn. Clip gồm nhiều trận, anh em hãy cùng mình xem hết video nhé. Trận đầu tiên, chưa kịp vứt keo thì tụi nó đục nát giáp rồi. Ok, mình đã có mặt tại khu dân cư anh em nhá. Map này mình nhảy 6 túi này, dù bá bốn tím luôn anh em ơi. Để mình xuống, đúng thế. Để thôi, có dưới nhà có người này, để mình xử thằng này đã anh em ơi. Ok, sau khi tiêu diệt được hai tên này thì đồng đội của mình ở giữa sân bị bắn anh em ạ. Mình nhanh chóng mình đẩy qua mình hỗ trợ bằng này. Vừa đẩy qua thì mình phát hiện ở đây có thỉnh nâng cấp chưa ăn anh em ạ. Mình nhanh chóng mình nhặt cái khẩu trong con ở trong thỉnh này đã anh em ơi. Đấy, đồ khẩu trong con chưa thông mồm khẩu MP là thua anh em ạ. Thì đúng ngay lúc đó đúng địch nó kéo đến luôn anh em ạ. Đấy, mình có tình chân ở bên ngoài này. Từ mình mua đồ ở đây ra bên ngoài này để mình xử thằng này luôn anh em. Sau khi mình tiêu diệt thằng này thì mình di chuyển vào để mình mua chip nha anh em, để nâng lên format 3 chip. Thì trong lúc quá trình này mình mua nó mất thời gian quá, thì cho nên là cái thằng vừa này là nó chạy đi đâu rồi anh em ạ. Mình di chuyển qua bên này thì đồng đội mình lần lượt gãy hai luôn anh em ơi. Quyết định quay lại để hỗ trợ đồng đội thì mình phát hiện trước mặt có địch luôn, để mình xử thằng này luôn anh em nha. Ok, sau khi hạ được tên này thì mình di chuyển qua nhặt ít đồ thì phát hiện sau lưng mình có người ăn thỉnh luôn anh em ơi. Hình như 2-3 thằng dù đây đúng lắm anh em ạ. Đẩy qua mình chế thằng thỉnh này đã anh em nha. Sau khi mình bắn bên này thì bị kẹp giữa hai team anh em ơi. Mình quyết định mình sẽ bắn ở sau lưng này trường này, hình như nó ở trên tầng hai, trên tầng hai này, trên tầng hai đấy. À, nó bắn đấu thế nha. Đấy, map này có rất là nhiều thằng đứng trên xa cầm súng tỉa bắn lại lắm anh em nha. Rồi mình sẽ quyết định mình công ở một túi bên trước này anh em này. Anh em cùng theo chân mình để công túi bên bờ sông này trường anh em nha. Ok, bắn xong tên đó thì tiếp tục tím thứ ba kéo qua đấy mà. Nó bắn sau lưng mình luôn này. Từ mình lấy góc bên này mình chơi nó luôn anh em nha. Vừa cài được một kia thì mình chỉnh lại đồ nhảy anh em nha. Bốn ít nó bị sao sáo ấy. Thì đúng ngay lúc đó tím ở sau lưng này nó cũng qua luôn anh em này. Để mình xử thằng thông này mình chặn nó lại luôn anh em ơi.
ok, sau khi mình clear hết ở ngoài bo rồi thì mình di chuyển vào trong bo anh em ạ. Thì phát hiện bên trái cái trên tạm chỉ huy này có người luôn anh em này. Đây nó cứu anh em thấy chưa? Từ từ mình vào để mình chơi nó luôn anh em ơi. Ok, sau khi tiêu diệt được hai tên này thì mình di chuyển vào bo thì phát hiện ở dưới mấy băng hàng tím này có người luôn anh em ơi. Nó lái xe nó chạy qua nó cứu hai anh em, để mình xử thằng này luôn anh em nha. Ok, sau khi bắn nóc tên đó thì mình hồi lại bên máu. Đúng ngay lúc đó bó cũng đáng thua rồi anh em nha. Bó rất là xa luôn. Bây giờ mình sẽ mua bề phẩm mình bay vào anh em ơi. Thì sau khi mình bay vào thì phát hiện trước mặt có người kè luôn anh em ạ. Đấy, bây giờ anh em sẽ cùng mình để mình xử thằng này luôn anh em nha. Let's go. Ok, sau khi clear team đó thì mình sẽ bật kỹ năng Homer anh em nha. Thì kỹ năng Homer này nó sẽ quét những thằng xung quanh mình ở với bán kính là 50m. Đó thì có rồi nó dính đó này. Đấy, đây rồi thấy chưa anh em? Nó sẽ hiện vị trí mô cô liên quốc thằng ơi sao lớn chưa? Ba map này nó hay đứng trên cao nó rìa lắm anh em ạ. Mình chất thì phân không được anh em ơi. Ok anh em chờ đúng đội cứu lên lại rồi mình lên mình xử thằng này luôn anh em nha. Let's go. Hà được tên lên xong thì chỉ còn một team phía dưới thôi anh em ơi. Thôi chúng ta xuống ta xử thằng này ta lại tập 1 luôn anh em nha. Ok, trận đầu tiên bố giá nha anh em. Mình sẽ chuyển sang trận thứ hai luôn anh em ơi. Thì sau khi mình cùng chạy theo khu dân cư thì phát hiện ở dưới này có người luôn anh em ạ. Để mình nhặt cái đồ ra đây trong nhà này. Từ từ mình lên mình xử nó luôn anh em ơi. Ok, sau khi tiêu diệt được tên này thì ở giữa sân con rất là đúng luôn anh em ơi. Nó bắn đông đồ của mình này. Từ từ đây hai ba thằng nó ép đông đồ ở đây mình đẩy qua mình chơi thằng này luôn anh em ơi. Rồi sau khi hạ được tên đó thì máu của mình còn nửa bình thôi anh em ạ. Nhanh chóng vứt kéo để mình hồi lại bên máu rồi mình ra mình xử nó luôn anh em ơi. Nhìn lên thanh đồng đội thì đồng đội cũng gầy hai rồi anh em ơi. Nhanh chóng mình đẩy ra mình chơi thằng này rồi mình đi cứu đồng đội luôn anh em nha. Sau khi clear team này thì nhìn lên thanh đồng đội đã được cứu rồi anh em ạ. Mình quyết định mình nhặt cái đồ rồi mình di chuyển lên trên khu lọc dầu. Thì phát hiện trên khu lọc dầu tầng 2 hai ba team bằng nhau luôn anh em ơi. Anh em xem tôi cầm mơ 249 xử túi này nha. Ok, ở trường hợp này thì mình nhặt nhầm khẩu SKS rồi anh em ạ. Nhìn sang bên trái thì có cái xác này thì mình vào đây mình loot đồ luôn anh em ơi. Đúng ngay lúc đó có khẩu Parafon luôn, ngon luôn anh em ạ. Mình nhặt Parafon ra mình xử lại nó luôn anh em nha. Anh em cùng theo chân tôi xử hai thằng này nha. Rồi, sau khi mình tiêu diệt được tên này thì nhìn trên minimap thì có truy hiệu truy sát thế nha anh em thấy chưa? Tôi vừa sai kỹ năng Raiden để tôi tiêu diệt thằng đó đấy. Di chuyển xuống bên này thì phát hiện đồng đội mình bị gì anh em ạ. Mình nhanh chóng bực tâm lên cover đồng đội thôi anh em ơi. Cảm ơn nhé.
rồi sau khi dân bê phòng bay vào bó thì phát hiện ở trên tháp này có người anh em ạ, mình bị dính bẫy vì kẹp xung quanh rồi anh em ơi. Rồi anh em cùng theo chân mình để xử lý pha này luôn anh em nha. Đúng qua đây mà thằng trên cao này cay thật anh em ơi. Thôi để mình bắn thằng sau lưng là anh em ơi. Thằng trên cao này thực sự là khó chịu luôn anh em ơi. Mình hồi là bên máu đó mình đục thằng này luôn. Này này lụ cái đầu của tụi sau lưng lưu đang. Cái thực sự anh em ơi. Ok, clip cũng xin tạm dừng tại đây luôn anh em nha. Cảm ơn em này giờ đã xem video rất là nhiều luôn. Bye bye anh em nha.